ngon như này rồi. Bây giờ mình cho ra đĩa nhé. Hôm nay làm cái món đó, thịt kho không cần nước rửa này thì trước tiên ấy, mình phải sẽ chỉ rửa sạch thịt với nước lạnh thông thường. Đây mình thịt ba chỉ khoảng nửa cân ạ. Rửa sạch xong thì các bạn sẽ lấy muối các bạn sát vào cho nó thật sạch. Sau đó mình sẽ thái thành miếng vuông to vừa to như to khoảng 1.5 đến khoảng 0.1 lạng đến gần 1 lạng. Miếng thịt đấy thường thường là nửa lạng, sau đó mình mới đi trần với nước đun với nước nóng ấy, để nó sủi ấy, để cho thịt chúng ta vừa chắc hơn và nó loại được hết các cái bọt bẩn đi nhé. Bên này là làm sạch này, sạch bên ngoài, còn tí nữa là làm sạch để cho thịt nó chắc hơn và nó hết bọt bẩn. Rồi bây giờ các bạn sát này xong thì các bạn chủ yếu sát kỹ cái phần bì nhé. Sát xong rồi xong bây giờ mình sẽ mang đi mình thái nhé, để ráo lớp vào đi thái. Bây giờ mình sẽ thái thịt nhé, mình sẽ cho luôn một cái nồi nước và mình cho nước lạnh vào để mình trần nhé. Các bạn thái miếng thịt to nhé, còn nếu nó dày quá thì các bạn lại thái làm đôi cho mình nhé. Còn cái bản thì rộng thì thái to nhìn cho nó đẹp. Còn nếu nó dày quá thì mình sẽ thái làm đôi. Miếng nào dày thì mình sẽ thái làm đôi. Chào mừng. Bây giờ mình sẽ bổ làm đôi cái miếng dày quá như này. Ở đây mình chỉ dùng nửa cân thôi vì nhà có 3 người, nửa cân này mình đã ăn được mấy ngày rồi. Rồi bây giờ các bạn trần bằng nước lạnh nhé. Nghĩa là cho nước lạnh vào mình đun sủi thì nó sẽ sạch hơn. Đừng cho nước nóng. Cho nước nóng vào thì thịt nó sẽ sun lại và vừa mất chất nhiều mà lại vừa bụi bẩn nó sẽ bám càng chặt nhé. Bây giờ nhé các bạn nhé, trần thịt đến khi nước nó sủi thì các bạn vớt thịt ra và các bạn đổ với nước này đi, vớt thịt ra. Rồi chúng ta sẽ đi ướp thịt với gia vị. Hôm nay mình sẽ chia sẻ rất là chi tiết để bạn nào cũng làm được món thịt kho không cần dùng nước rửa và màu vẫn rất là đẹp và ăn rất là ngon ấy. Ở đây mình dùng nửa cân thịt ba chỉ và mình sẽ dùng thêm cả trứng cút và trứng vịt hoặc là trứng gà. Các bạn có thể dùng thịt mông cũng được nhé, nếu bạn nào không ăn được nhiều mỡ vì thịt ba chỉ thường thường nó rất là nhiều mỡ. Còn thịt mông thì nó sẽ có một ít mỡ bám ở đây thôi và phần thịt ở đây. Đây thế này có khoảng mấy lớp mỡ rồi. Chắp được thịt rồi đấy. Thịt nước nó đang bắt đầu sôi. Các bạn thấy không? Khi mà sôi cái bọt bẩn nó ra. Các bạn cũng không cần rửa thịt nhé, nó sẽ mất chất. Và các bạn chỉ cần cắt miếng thịt ra và để miếng thịt ra một cái ô khác thì tí nữa mình sẵn mình ướp. Thôi khi nước nó sủi rồi, các bạn gắp miếng thịt ra để cái bọt nó không bám vào miếng thịt. Bây rửa lại thịt thì thịt nó sẽ mất chất ấy, nên mình không nên rửa. Chỉ khi nước sủi cái thì các bạn gắp ra luôn nhé. Và đổ nước này đi. Và bây giờ mình sẽ đi ướp thịt với gia vị. Đây là những thứ cần để mình làm cái món này, chưa kể gia vị. Ở đây là tỏi này, hành này, một chút hành tím mình thích và ớt thì các bạn có thể dùng 1 quả, 2 quả tùy các bạn nhé. Nếu mà ăn được cay thì dùng 2-3 quả, không ăn được cay thì dùng tỏi, ớt, hành tím các bạn giã nhỏ nhé. Mình sẽ cho gia vị đây, mình giã cùng trộn cùng luôn để khi mà mình ướp thì nó có sẵn này, nó sẽ hòa quyện hơn ấy. Ở đây mình bên cạnh là mình có trứng cút với cả trứng vịt. Các bạn có thể dùng trứng nào cũng được hoặc là dùng lẫn như vậy. Bé thì thích ăn trứng nhỏ, bố mẹ thích ăn trứng to. Ở đây là tùy theo khẩu vị của mỗi miền ấy, thì mình sẽ cho đường ấy. Ở đây mình mới nửa cân thịt này thì mình sẽ cho khoảng 1.5 thìa ăn phở đường. Còn thì theo khẩu vị của mỗi nơi các bạn có thể cho nhiều hơn ấy. Mình thấy cho 1.5 thìa là rất là nhiều với miền Bắc mình rồi. 1.5 thìa ăn phở như này với nửa cân thịt.
và mình cho một chút bột ngọt, hoặc là bạn nào thích ăn hạt lê mình cho hạt lê nhé. Bột ngọt hay gọi là mì chính ấy, người ta bắt mình gọi là mì chính, một thìa cà phê mì chính, cà phê mì chính mà thìa nhỏ ấy. Rồi 1,5 thìa cà phê muối và gần với 1 thìa ăn cỏ muối cho luôn vào này. Còn nước mắm thì mình sẽ cho sau nhé, khi mà nấu thì mình sẽ cho nước mắm sau. Muối 1,5 thìa cà phê, hòa hết nguyên lại vào lại nha. Bạn nào mà ăn được ớt thì các bạn cho nhiều ớt thêm nhé. Đây mình sẽ bé nhưng mình sẽ không ăn được nên mình cho một quả rất là nhiều rồi. Rồi lấy cái hỗn hợp này ra, lấy cái thìa mình mét như này, hỗn hợp này ra mình trộn với thịt và mình ướp khoảng nửa tiếng nhé. Còn cái ớt và cái trứng bên cạnh ấy, thì các bạn lấy thìa các bạn thìa nhọn ấy, các bạn tiêm vào để cho cái trứng này chúng ta nó ngấm gia vị, hoặc là lấy cái tăm tre các bạn xiên vào cho ớt và cho trứng của chúng ta khi mà chúng ta kho ấy, thì nó ngấm gia vị. Hoặc là có theo cách khác là các bạn có thể chiên trứng lên cho trứng nó cháy, là nó vàng lên và nó cái vỏ nó lổ ấy thì nó cũng ngấm gia vị ấy. Hoặc là lấy cái tăm các bạn xiên vào cho mình, hoặc là cái nhất là cái đầu nhọn que xiên chả cái thứ để ướp thịt đã. Nếu mình không dùng cái đường thông thường, đường cát, đường trắng hay là thông thường như này thì các bạn có thể dùng đường vàng này, đường phèn này đều được nhé. Để ướp thịt đảo đều lên rồi ướp thịt khoảng nửa tiếng nhé, trong khi chờ đợi thịt được. Còn nếu ướp quá nửa tiếng thì các bạn phải lưu ý cho mình là cất vào ngăn mát tủ lạnh nhé, để cho thịt của chúng ta nó không bị chua. Hoặc nếu trời mà nó nóng một tí hoặc có thì các bạn cho ra ngoài trời một tí cho thịt, những thịt nó se hơn, không phải ướp bình thường như này nửa tiếng đâu. Cho nó ngấm đường, ngấm gia vị vào. Và bây giờ mình đảo đều xong rồi, đợi nửa tiếng nhé. Trong khi chờ đợi thì mình sẽ đi xiên cái trứng này, và xiên trứng xong thì sẽ đi, vì không dùng nước dừa cho nên mình sẽ để khi xiên trứng này thì nó sẽ làm cho gia vị nó ngấm vào và màu trứng nó cũng sẽ đẹp hơn ấy. Thì không dùng nước màu cho nên mình sẽ không dùng nước dừa ấy, nên mình cho đường nó hơi nhiều một chút so với khẩu vị miền Bắc, và nước dừa nó sẽ ngọt mà. Và mình cũng sẽ đi thắng nước màu, vì không dùng nước dừa cho nên mình thắng ít nước màu để cho cái màu của món ăn của chúng ta nó đẹp hơn. Còn nếu không thắng nước màu thì các bạn nấu kho tàu thì các bạn kho tàu như này thì các bạn lại phải nấu cho nó sền sệt thì để nó tự lên nước màu của cái đường trong cái thịt ướp này. Còn nếu thắng nước màu rồi thì các bạn cứ nấu bình thường để cho nó nhiều nước một chút cũng không sao á. Vậy cứ xiên như vậy đến hết nhé. Xiên xong thì mình sẽ đi mình thắng nước màu. Để thắng nước màu nhá thì các bạn lấy cho mình, tùy cho các bạn thắng nhiều hay ít. Ở đây mình cũng chỉ thắng khoảng, vì nửa cân thịt cho nên mình chỉ thắng khoảng gần một thìa ăn phở thôi, màu thôi. Ngày nó là một thìa ăn phở đường ấy. Các bạn cho 2 thìa nước mã vào, nước lọc. Chuyển sang màu hơi vàng vàng rồi thì các bạn cho lửa nhỏ để cho nó thành cái màu cánh gián đậm đậm. Ban đầu cứ cho lửa khá một chút, không to quá, để cho nó nhanh chảy đường.
khi mà nó chảy hết đường rồi nó bắt đầu nó sền sệt rồi thì nó cho nhỏ nhỏ bớt thôi, nó vẫn là ở cái mức khá nhất. Khi nó ngả màu thì mình cho nhỏ, khi nó bắt đầu nó ngả sang cái màu vàng rồi thì các bạn cho nhỏ nhé. Nhỏ nữa để cái màu này nó lên màu từ từ, nó màu vàng cánh gián đậm, cái màu vàng cánh gián đậm. Như là đường chúng ta cũng chỉ để ở cái màu vàng cánh gián đậm, chứ đừng để cho nó đen, hết đen thì nó sẽ làm cho đường chúng ta nó sẽ bị cháy. Còn không thắng đường thì tí nữa mình đun ghé. Đó, thì các bạn làm đun ghé thịt kho chúng ta thật cạn nước, sau nó sẽ tự lên màu, cái lúc đấy mình pha thêm một chút nước nữa và đun sổ là được. Còn nếu thắng màu này thì mình không cần thiết phải đun cho thịt của chúng ta cạn khô nước, ví dụ như vậy. Cách nào cũng sẽ làm được món thịt kho tàu rất là ngon. Còn cái này không cần nước dừa nhé, và thịt cũng rất là ngon và thơm. Đường bắt đầu nó chuẩn bị hấp nước rồi đấy, chuẩn bị tắt bếp rồi mình cho nước vào. Thôi bây giờ nó lên cái màu đậm rồi, các bạn tắt bếp nhé. Các bạn cho nước từ 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 riêng xuống nhé, để cho nó không bị sủi sụt lên nữa. Mọi người bật bếp lên. Các bạn cho luôn khoảng 700ml nước để mình kho thịt luôn. Đun luôn nước sủi để cho mình kho thịt luôn. Thường thường là cái lượng nước nó sẽ ngập thịt ấy. À, khi mình đun cho nó nên màu của thịt nó mềm là được, đun khoảng 1 tiếng là có thể ăn được món kho này rồi. Còn nhiều người có thể đun 2-3 tiếng, nhưng mà mình cứ thấy 1 tiếng là ăn rất là ngon. Nước bắt đầu sủi lăn tăn rồi, cho luôn thịt vào nhé. Cho luôn thịt vào lúc nước nguội cũng được, không sao hết nhé, tùy theo các bạn. Phần thịt đã ướp được khoảng 30 phút rồi này. Tỏi, hành tím nhé, và ớt nhé. Các bạn có thể không cho tỏi thì thôi, nếu mà các bạn không cho ớt và cho hành tím thì thôi. Mình rất thích cái mùi của hành tím thì mình cho. Ăn cay được hơn nữa, và muốn cái nồi này màu nó đẹp hơn thì các bạn có thể cho mình thêm vài quả ớt nữa vào kho cùng nhé. Đun mình thường thường mình đun sủi khoảng 20 phút hoặc 30 phút thì mình mới cho trứng vào nhé, không cho trứng vào sớm quá. Mình xiên rồi thì trứng khi cho vào nó cũng sẽ ngấm hết, nên mình chỉ cần cho vào trước khi tắt bếp khoảng nửa tiếng và trứng cũng sẽ rất là ngon rồi ấy. Cho cái bọt nó ra riêng này để tí mình hớt đấy, hớt cái bọt này đi ấy. Với cái món kho này thì các bạn không đậy vung nhé, các bạn cứ mở này nhé, cứ mở đi, vớt sạch bọt rồi và nước nó cũng sủi bùng như này rồi thì các bạn cho nhỏ vớt lửa và đun 20 phút thì mình mới cho trứng vào. Sau khoảng 1 tiếng thì các bạn nhìn thấy không, mình cho lửa to thêm nhé, thịt của chúng ta này có cái lá chuối vào cho nên không phải hớt bọt đâu, không có bọt này.
Và bây giờ mình kiểm tra cái miếng thịt nhé. Đây, xiên vào cái miếng thịt nó mềm ngay này. Các bạn thấy nó mềm này. Các bạn muốn ăn mềm hơn, nhũn hơn thì các bạn cho thêm nửa tiếng nữa. Còn đây thịt nó đã mềm ra như này là được rồi nhé. Đây là nếm lại gia vị. Màu sắc thì rất là đẹp rồi. Bỏ cái lá này đi nhé. Không cần nước Hàn, cũng không cần nước dừa. Miếng thịt của chúng ta đã rất là đẹp như này rồi. Nếm thử vị vừa phải, rất là ngon, không bị ngọt quá, không bị mặn quá. Bây giờ mình sẽ bốc ra đĩa và thưởng thức. Ngon như này rồi, bây giờ mình cho ra đĩa nhé. Cái này các bạn ăn kèm với dưa cải chua. Ăn kèm với dưa cải chua nó sẽ giảm đi cái độ ngậy rất là nhiều, nghĩa là mình ăn được nhiều hơn nhé. Trứng của chúng ta nó cũng giữ được cái màu sắc ấy, rất là đẹp. Rồi, bây giờ mình mang ra mình thưởng thức nhé. Đây, mình ăn kèm với dưa cải chua này. Mình đã có món thịt kho tàu rất là ngon và hấp dẫn này.